Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FPC Việt Nam. Thưa quý vị, tính đến nay, Hải quan Đồng Nai đã chính thức áp dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động được hơn một tháng. Theo đại diện Cục Hải quan Đồng Nai, hiện tình hình triển khai đã cơ bản ổn định, các doanh nghiệp không gặp vướng mắc gì lớn. Theo ông Lê Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, do liên tục cập nhật tình hình triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại các tỉnh phía Bắc, Đồng Nai đã sớm có những biện pháp dự phòng. Ông cho biết, trong những ngày đầu thực hiện, một số doanh nghiệp bị lúng túng do chưa quen với giao diện mới. Tuy nhiên, tính đến nay, mọi việc đã dần ổn định, hàng hóa được làm thủ tục thông quan ngay sau khi kê khai. Hiện chỉ còn vướng mắc vấn đề mã hóa địa chỉ của doanh nghiệp do hệ thống chưa cập nhật hết. Tất cả hiện nay là cơ bản là đã mã hóa xong. Bây giờ hiện nay còn là cái mã là mã cái địa điểm của doanh nghiệp. Thì cái đó có những doanh nghiệp đã gửi hồ sơ lên hải quan phải báo cáo ra tổng cục, nó mất thời gian. Và chúng tôi cũng đang kiến nghị làm sao là rút ngắn cái thời gian này lại. Ví dụ như doanh nghiệp gửi đến hải quan trong vòng 8 giờ thôi, thì báo cáo ra tổng cục thì phải cập nhật vào ngay để doanh nghiệp nó không bị ách tắc. Tính đến ngày 23 tháng 4, Hải quan Đồng Nai đã hoàn thành triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại 8 chi cục. Ngay những ngày đầu triển khai, hệ thống đã có khả năng thông quan khoảng 500 tờ khai một ngày. Lâu nay, nhiều người dân dù đã có nhà từ lâu nhưng vẫn không thể đem tài sản của mình đi thế chấp vay vốn do chưa có được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay quyền sử dụng đất ở. Những vướng mắc này sẽ được giải quyết vào ngày 16 tháng 6 tới đây khi thông tư liên tịch số 01 của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp triển khai nghị định số 71 của Chính phủ sẽ cho phép các tổ chức cá nhân được thế chấp nhà ở được hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng thông tư này không phải là không đặt ra những vấn đề. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với luật sư Trương Thị Hòa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ thưa bà, thông tư liên tịch triển khai nghị định số 71 của Chính phủ quy định là kể từ ngày 16 tháng 6 thì sẽ cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Thì cái điều này thì đương nhiên là đặt ra được nhiều những cái lợi ích cho phía người mua. Tuy nhiên về phía bên cho vay thì liệu có đặt ra những cái rủi ro gì cho họ không ạ? Thì tôi cho rằng trong cái thông tư liên tịch này là tất nhiên có đủ bốn bên, trong đó có bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nhà nước đó. Ngân hàng Nhà nước sẽ là nơi có những cái kiểm tra thanh tra thế nào trong cái quá trình thực hiện có liên quan đến bên nhận thế chấp là các tổ chức tín dụng. Cho nên trong cái này thì cái điều 4 của cái thông tư liên tịch này cũng có đề cập đến quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp. Trước nhất, họ có một cái quyền rất là quan trọng, đó là phải yêu cầu cái bên mà thế chấp là cung cấp đầy đủ các hồ sơ. Và họ có cái quyền là xác minh về cái tài sản đem thế chấp hình thành trong tương lai đó. Và như chúng ta biết, trong cái thông tư liên tịch này có quy định rất rõ ở tại điều 6 là những điều kiện để được thế chấp không phải cái nào cũng được thế chấp đâu. Chỉ được thế chấp đối với những trường hợp là nếu là một cái dự án mà chưa có xây dựng thì phải đã được, nghĩa là xây dựng xong cái phần móng. Và khi cái hồ sơ mà đem thế chấp là phải có cái biên bản nghiệm thu, phải có một cái hợp đồng mua bán giữa cái bên mà cái người mua và bên chủ đầu tư. Còn nếu đối với căn nhà đã xây dựng xong thì phải có biên bản bàn giao. Và chúng ta biết là trong thực tế có rất nhiều trường hợp là đã có nhà rồi, bàn giao nhà rồi mà chưa có được cấp giấy. Thì cũng theo như bà thấy thì trong thời gian qua thì có rất là nhiều những cái tòa nhà đang xây dựng đã, cũng đã xong được cái phần móng rồi, nhưng mà đang xây dựng thì hết vốn và thành những cái công trình bị đóng băng. Như vậy thì liệu khi mà mình đem thế chấp những cái tài sản chưa hoàn thiện như thế thì liệu đó có phải là một cái rủi ro cho phía ngân hàng khi mà phải ôm cục nợ xấu không ạ? Thì tôi cho rằng ngân hàng có toàn quyền xem xét trong cái việc để chấp nhận cho vay hay không cho vay, mà phải đúng điều kiện. Đây là một cái thông tư không phải ép buộc ngân hàng cho vay, mà đây là tháo gỡ cho vay đối với cái đối tượng chưa có giấy tờ. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái để mà giúp tháo gỡ đóng băng, chứ không phải nói là ngân hàng bây giờ để mà tháo gỡ cái đóng băng của bất động sản là cái này là ngân hàng bắt buộc phải cho vay, không có chuyện đó. Cũng xin được hỏi bà là trong cái những cái quá trình giao dịch như vậy thì cũng rất có thể là các ngân hàng họ sẽ xem xét hồ sơ và có thể họ sẽ từ chối không cho vay. Thì vậy thì điều này thì sẽ đặt ra cái vấn đề là cái tính khả thi trong cái việc mà thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, thì liệu cái thông tư này nó có đảm bảo được cái tính khả thi này không ạ?
Dạ, tôi cho rằng cái thông tư 01 này đó thì các bên đã xem xét khá kỹ lưỡng, phải không? Và cũng chú ý đến tính khả thi của nó. Tuy nhiên, lẽ tất nhiên trong quá trình thực hiện có thể có phát sinh vướng mắc, cho nên ngay cả cái điều cuối của cái thông tư liên tịch này cũng có nói trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì có thể bổ sung sửa đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tôi cho rằng đơn vị cho vay lẽ tất nhiên ngoài cái thông tư liên tịch này còn phải theo các cái pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng, cho nên có quyền từ chối chứ. Nhưng nếu người ta đủ điều kiện mà từ chối, phải không, thì là cái người mà từ chối đâu có quyền khiếu nại. Thậm chí chúng ta biết có rất nhiều ngân hàng đơn vị này từ chối thì có thể đi ngân hàng khác thế chấp, miễn là mình đủ hồ sơ thôi. Hiện nay thì tổ chức tín dụng cũng muốn cho vay chứ đâu phải không muốn cho vay, phải không? Cho nên cũng đâu có làm khó, mà trong cái thị trường cạnh tranh hiện nay thì ngân hàng cũng cạnh tranh. Xin cảm ơn bà. Xin được tiếp tục với những nội dung khác. Chỉ cần gõ từ khóa tìm chỗ học hè cho con trên Google, chưa đầy nửa giây đã có hơn 1 triệu 9 kết quả liên quan, từ giới thiệu các khóa học từ kỹ năng đến ngoại ngữ và kiến thức. Hiện hầu như các trung tâm giáo dục đang đồng loạt mở các khóa học hè. Trung tâm Toán và Anh ngữ iLevel, một thương hiệu về giáo dục lâu năm của Hàn Quốc vừa có mặt tại Việt Nam, cũng vừa có buổi hội thảo làm thế nào để con bạn tự tin và học tốt hơn và giới thiệu về các khóa học mới từ mùa hè này vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 5. Đây là một buổi giới thiệu về các khóa học hè và các khóa học dài hạn của một trung tâm giáo dục mới chính thức có mặt tại Việt Nam mùa hè này, iLevel của DKO Việt Nam. Đây là hệ thống đào tạo chương trình toán tư duy và tiếng Anh của Hàn Quốc dành cho trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Tại đây, các em nhỏ được vui chơi nhưng cũng đồng thời là học hỏi thông qua các phương pháp, các trò chơi, các hình vẽ hoặc câu đố về tư duy và khả năng sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Đông Thảo, một phụ huynh cho biết, mô hình học tại đây rất được bé thích và muốn học. Một phần là vì chị cũng muốn con được trải nghiệm mùa hè, vừa được chơi vừa giúp bé tự học hỏi và khám phá thêm. Tôi mới cho bé tới để làm bài test. Và khi bé tới thì bé thích. Nó nói là mẹ có biết là con thích lắm không? Thì thôi tôi nghĩ là nếu một đứa trẻ nó 5 tuổi mà nó thích một cái môi trường nào, nếu những phụ huynh nào mình có điều kiện thì mình nên cho con thực hiện theo cái niềm đam thích của con. Hiện hệ thống trung tâm này có hơn 2,5 triệu học sinh đang theo học tại hơn 1.050 trung tâm trên 16 quốc gia. Lần đầu tiên có mặt tại thị trường giáo dục Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay ở những quốc gia khác mà iLevel đã có mặt nhiều năm như Indo, Mã Lai và tại Hàn Quốc, chúng tôi rất tự tin khả năng cạnh tranh so với các học viện về toán và tiếng Anh khác. Vì chúng tôi có một chương trình đặc biệt và duy nhất dựa trên sự phát triển cá nhân của mỗi học viên cộng với một chương trình tự học được thiết kế bài bản. Điều này sẽ mang lại hiệu quả học tập cao nhất cho chính các em. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ thành công. iLevel chính thức có mặt tại thị trường giáo dục Việt Nam từ mùa hè này thông qua các chương trình học hè và lâu dài, với các chương trình như Vui cùng Toán Playmat, Làm quen với tiếng Anh English Park hay Vui học tiếng Anh Happy Talk, v.v. Trong khi có rất nhiều khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA cho các trường trong và ngoài nước liên kết thực hiện, mới đây trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong mở lớp thạc sĩ khoa học lãnh đạo. Câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt nào giữa hai bằng này? Trong một cuộc trò chuyện diễn ra vào cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 50 người đã tham gia vào buổi giới thiệu lớp thạc sĩ khoa học lãnh đạo do Đại học Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Northeastern, Boston, Massachusetts, Mỹ tổ chức. Nếu so với các lớp MBA thì thạc sĩ khoa học lãnh đạo vẫn còn là một khái niệm khá mới. Cái ngành khoa học về lãnh đạo này thì trong tương lai sẽ thu hút nhiều học viên. Và thực tế cho thấy là không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà ở Việt Nam của mình thì có rất nhiều cái nhà quản lý, tuy là họ nằm ở cái cương vị quản lý nhưng mà họ cứ băn khoăn một điều là làm sao để có thể cải thiện được cái kỹ năng lãnh đạo của họ. Và tôi nghĩ rằng đây là cái câu hỏi mà cũng như là cái nhu cầu bức xúc của rất nhiều người ở cái cương vị lãnh đạo. Đối với câu hỏi bằng thạc sĩ khoa học lãnh đạo khác gì với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh là MBA, ông Rick Arrowood, giáo sư tại Đại học Northeastern, đối tác của Đại học Quốc tế trong chương trình đào tạo này, nhấn mạnh đến yếu tố con người. Nếu các khóa học MBA cung cấp những kỹ năng làm sao để quản lý công việc và hoàn thành những mục tiêu cụ thể trong kinh doanh, thì đối với ngành học khoa học lãnh đạo, chúng tôi tập trung vào yếu tố con người. Trước hết là làm thế nào để xây dựng các mối quan hệ. Trong lãnh đạo, mối quan hệ rất quan trọng. Thứ hai là làm sao để phát triển từng cá nhân trong tổ chức, trong tập thể, để tạo ra giá trị khác biệt.
Khóa học đầu tiên tại Đại học Quốc tế và cũng là khóa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 10 năm 2013, kéo dài 18 tháng và mới chỉ có 13 học viên đăng ký. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong tương lai, khoa học lãnh đạo sẽ là một ngành học có tính cạnh tranh cao so với ngành quản trị kinh doanh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam. Mình Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ngay trong bản tin FBNC Thế Giới.